Ok, xin chào anh em đã trở lại với Wi-Fi Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con bộ phát Wi-Fi đang hot trên thị trường hiện nay. Đó chính là bộ phát Wi-Fi R311 Pro, CB-R311 Pro, tên đầy đủ của nó. Bộ phát Wi-Fi này với giá chỉ 870k thôi. Vậy, bộ phát này có đáng sở hữu hay không? Anh em đón xem trong clip này nhá. Bây giờ mình sẽ đưa camera vào đây để cho anh em xem thiết kế của nó, các cổng kết nối của nó và chất liệu của nó nhá. Ok, bắt đầu thôi. À quên, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube Wi-Fi Shop nhá. Ok anh em nhá, đây là hộp của bộ phát Wi-Fi này. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem nhá. Đầu tiên là 4G, 5G nhá, LTE cắt 4 này, 200M này, FOTA Remote Upgrade này. Đây có các VPN này. Đó, anh em thấy nhá, 300Mbps nhá, tốc độ phát Wi-Fi nhá. Ok, đây là mặt sau của nó. Đây là hình, đó, đây là cà cơ này, LAN cable này, kết nối cho máy tính này, TV này, hoặc là các smartphone này và những cái máy tính bảng đó. Đó, kết nối rất nhiều thiết bị nha. Và cái bộ phát này kết nối được 32 thiết bị, nó ghi ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem nhá. Đầu tiên mở hộp ra anh em sẽ thấy ngay đây là bộ phát Wi-Fi của chúng ta. Ok, rút ra. Đó. Đây. Anten nó rất dài nha anh em. Anten của nó là dài phải là một găng tay nha, là tầm 20cm đó. Ok, đó anh em thấy chưa. Đó. Anten rất là dài nha, bây giờ để qua đây. Ok, bên trong này sẽ có một cái nguồn nha. Nguồn là nguồn 12V 1A. Đó, nguồn của bộ sản phẩm nha. Ok, tiếp tục là một cái dây len cắt 5E nha anh em. Ok, vậy là hết. Được rồi, bây giờ đến với nhân vật chính của chúng ta, đó chính là bộ phát Wi-Fi CB-R311 Pro nha. Đây là các 4G, 5G này, 300Mbps này, tốc độ phát Wi-Fi này. Đây là đèn nguồn nha, đèn data này, đèn sóng Wi-Fi, đèn dây LAN và đèn sóng nha. Ok, mặt sau này chúng ta sẽ thấy gì? Một cổng nguồn, một nút reset, một nút VPS. Đây, 3 cổng LAN và một cổng này là cổng WAN trên LAN nha anh em. Cổng WAN trên LAN này anh em sẽ kết nối với modem nhà mạng giống như một router vậy. Ok, đây 2 cổng LAN. Ok, đây là khe lắp SIM nha, anh em mở ra, đây là khe SIM to nhất. Đây là khung SIM to nhất nha anh em. Anh em để vào đây, đúng chiều nó là mặt cắt ở đây nha. Lát hồi mình sẽ rip, mình sẽ speed test và mình sẽ trải nghiệm sản phẩm này, mình sẽ lắp SIM. Ok, ở chỗ này sẽ là model này, R311 Pro, là anh em thấy rõ chưa? R311 Pro, Wi-Fi AID này là tên của Wi-Fi và password, IP tên quản trang quản trị mạng để chúng ta thể lên, chúng ta cài đặt và đổi mật khẩu nhá. Ok, đây là khe tản nhiệt nha anh em. Đặc biệt chỗ này có thêm một khe tản nhiệt to ở dưới này nữa, để khi anh em sử dụng một thời gian dài á, thì nó sẽ không bị nóng, nó sẽ không bị quá nhiệt. Từ đó tình trạng cái mạng của anh em sẽ ổn định hơn nha. Ok, đặc biệt anten nó rất là dài, như hồi nãy mình nói anten dài đến 20cm, nên là nó sẽ bắt sóng ở những khu vực sóng yếu, sóng kém nha anh em nhá. Ok, bây giờ không nói nhiều dài dòng nữa, đó là cái thiết kế của nó. Bây giờ mình sẽ lắp SIM vào, cắm nguồn vào và trải nghiệm test thực tế sản phẩm cho anh em nhá. Ok, bắt đầu thôi. Ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ lắp SIM vào đây và mình trải nghiệm nhá. Ok, SIM mình sử dụng đây là SIM gì ạ? SIM của Viettel anh em nhá. Em thấy rõ chưa? Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào này. Đây, lắp đúng chiều cho mình nhá. Lắp đúng một chiều này vào. Ấn nhẹ vào thôi. Đây, được chưa? Đúng chiều mặt cắt đây nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào. Đây, cổng nguồn của nó đây. Bộ nguồn của nó ở trong hộp đã có sẵn rồi. Anh em lấy ra cắm vào điện. Cắm vào. Ok chưa? Khi cắm vào thì sao ạ? Đèn nó sẽ hiện lên màu xanh nhá. Đây, che đi mà thấy này. Đèn nó sẽ hiện lên màu xanh lá nhá. Đó, đèn nguồn nó hiện lên xanh lá này. Đây, sóng Wi-Fi hiện lên này. Ok, bây giờ anh em đợi tầm khoảng 30 giây đến 1 phút thì nó sẽ hiện lên đèn tất cả mọi thứ. Thì bây giờ mình sẽ là kết nối vào Wi-Fi nha. Ok, bây giờ để đây. Chưa? Điện thoại của mình đây nhá. Bây giờ mình sẽ kết nối nha. Đây nha, đang kết nối LTE này. Tắt này đi này, bật Wi-Fi lên này. Giữ vào đây, bật này, dí vào, cài đặt Wi-Fi. Ok chưa? Và tên Wi-Fi này ở đây là gì ạ? Anh em tìm kiếm ở đằng sau sản phẩm nhá. Đó là AID R311 Pro 8DBC.
Đây nha anh em nhá, đây nhá. Anh thấy rõ chưa? R31 8DC bấm vào. Ok, việc mật khẩu là gì? Mật khẩu là 1 2 3 4 5 6 7 8. Rất là đơn giản luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Ok, đang kết nối anh em nhá. Anh em đợi tầm khoảng vài giây nó sẽ kết nối, được. Không có kết nối internet, không sao cả, nó đang kết nối. Bây giờ cứ thoát ra bình thường, sóng hiện ra 4 vạch, không sao cả. Ok, và bây giờ mình sẽ speed test nha. Ok, bấm vào speed test này. Hôm nay mình nói cho anh em là sim gì ạ? Sim Viettel đúng không? Sim Viettel nó hiện lên đây rồi. iPhone 12 là thiết bị của mình đang sử dụng. Ok chưa? iPhone 12 thiết bị mình đang sử dụng là sim Viettel. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn nhá. Mình nghiêng qua đây nó hơi chói đúng không? Đó, anh em sẽ thấy 31, 32, 33 này. Ok chưa, tốc độ rất ổn định luôn nha. Download là 31.4 nha. Trực tiếp luôn nha, không hề cắt video cho anh em coi luôn. Upload bao nhiêu đây, 26, 27. Ok, upload là 28.3. Một lần chưa xong, bây giờ mình sẽ kết nối thêm một lần nữa. À, test lại một lần nữa, ok. Go. Vẫn là chim đó, vẫn là wifi đó. Vẫn là bộ phát wifi mình đang kết nối rồi. Tốc độ bao nhiêu đây? Tốc độ download là 18.3. Ok, tốc độ download là 18.3 và tốc độ upload là 30.2. Nhưng anh em để thấy không? Là tốc độ của lần 1 và lần 2 nó khác nhau không? Ok, cái này chỉ là tham khảo thôi. Còn bây giờ mình sẽ trải nghiệm thực tế cho anh em là sử dụng các app như là gì? Mình sẽ thử vào YouTube nha. Ok, vào YouTube để xem là tốc độ của nó là bao nhiêu nha. Bây giờ mình sẽ kiếm là gì? Wifi shop này, wifi shop, anh em vào wifi shop coi video cho mình nha. Ví dụ video này đi, là bên wifi shop mình đang bán sản phẩm rất nhiều trên này. Ví dụ bây giờ mình tua video xem có nhanh nha. Đó, anh em có thể thấy trực tiếp là anh em có thể thấy đây là mình đang tua tốc độ rất là nhanh, mà tốc độ của nó vẫn load vẫn là nhanh nha. Đó, video load rất nhanh. Nhưng mà anh em vẫn bảo đây là video chất lượng kém đúng không? Bây giờ mình sẽ bật đây nha. Rồi, bật cài đặt này. Anh em chất lượng anh em thấy là 720 đúng không? Ok, mình sẽ đổi lại nâng cao này. Nâng cao đúng không? 2160 là tốc độ 4K anh em nhá. Video đang xem chế độ 4K nhá. Ok, bây giờ mình sẽ tua xem như nào nha. Đó, anh em xem nào, 4K nhá, chứ không phải là 720 đâu. Đó, anh em thấy chưa? Rất là nhanh nha. Tốc độ speed test nó chỉ là cái gì đó là tham khảo thôi. Còn anh em trải nghiệm thực tế, cái đó mới là cái để còn đáng quan tâm nha. Đó, bây giờ không xem YouTube nữa. Bây giờ thử xem Facebook đi. Facebook của nhà của mình nha. Ok, lướt rất là nhanh. Loát đấy, anh em thấy không? Mất một giây thôi là nó đã loát rồi. Đó, lướt rất là nhanh. Ok, anh em thấy chưa? Không chỉ thế, bộ phát wifi này còn có thể phát được wifi cho nhiều thiết bị nữa. Trên tổng cộng là 32 thiết bị lận. Ok, thì vừa rồi mình đã cùng anh em lắp sim và test sản phẩm này rồi nha. Anh em cũng đã thấy rất là trực quan rồi. Mình đã test cho anh em từ speed test cho đến coi YouTube, coi Facebook, các thứ rồi. Ok, và kết nối hai thiết bị cùng lúc chạy cùng lúc video 4K luôn. Thì anh em thấy sao về sản phẩm này thì hãy comment ở phía bên dưới để mình cùng biết nha. Và anh em muốn mua sản phẩm này thì mình có để cái đường link ở dưới phần mô tả của video nha. Ok, như mình thấy thì anh em nên sử dụng bộ phát wifi này, bởi vì cái tốc độ của nó này cao này, giá thì rẻ này, chỉ 870k thôi là anh em sở hữu rồi. Ok, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Wifi Shop. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé.